10 loại hoa tuyệt đối không được đặt trên ban thờ ngày Tết Thanh Minh, kẻo tán gia bại sản, đại hạn liên miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái việc dâng hoa tươi khi mà cúng ấy là để thể hiện cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên cũng như là các vị thần linh. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào cũng có thể cắm trên bàn thờ, đặc biệt là trong cái dịp Tết Thanh Minh sắp tới đây ấy. Và ngay sau đây, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại hoa tuyệt đối không được cắm trên bàn thờ để giữ được cái sự tôn nghiêm trên cái không gian thờ cúng nhà mình. Như quý vị đã biết, cái Tết Thanh Minh là một cái dịp Tết lễ lớn, nhớ nhất nhì trong năm, nó sau cái Tết Nguyên Đán và cái Tết Nguyên Tiêu. Tuy không phải là cái ngày lễ lớn nhất, nhưng nó được coi là cái ngày lễ vô cùng là quan trọng và không thể thiếu trong cái văn hóa tâm linh của người Việt. Theo cái lệ xưa thì Tết Thanh Minh được coi là cái ngày giỗ tổ chung, là cái ngày mà tất cả mọi người chúng ta tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên cũng như là các vị thần Phật, cũng như là các vị thần linh, cũng như là những người thân đã khuất. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải thắp hương trên bàn thờ, thắp hương hoa quả trên bàn thờ? Thì quý vị đã biết ấy, cái tục lệ thờ cúng tổ tiên của người Việt ra đời từ rất lâu, thể hiện cái sự coi trọng cuộc sống tâm linh, coi trọng cái nguồn cội. Trên bàn thờ ngày Tết Thanh Minh ấy, hoặc là ngày rằm, ngày mùng 1 hay là những ngày lễ Tết dỗ chẳng bất kỳ, thì dù cúng mặn hay là cúng chay thì đều không thể thiếu một cái bình hoa tươi. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng biết rõ về các loại hoa cúng ở trên bàn thờ và những loại hoa kiêng kỵ xuất hiện ở những vị trí trang trọng này. Quan niệm của người xưa cho rằng hoa tượng trưng cho cái sự thanh khiết. Dâng hoa có nghĩa là dâng lên những điều thiện, những điều tốt lành để gì? Để dâng cúng Phật, Thánh và gia tiên. Còn đối với các vị tăng ni Phật tử thì cúng hoa để thể hiện cho cái sự tu nhân. Bởi mỗi khi tế hoa là nhớ đến việc là tu nhân thiện để tương lai gặp được cái quả báo thiện lành. Quý vị thân mến, thì bất kỳ trong cái dịp lễ Tết nào cũng vậy, thì trước khi mở thắp hương thì chúng ta cũng cần phải tiến hành một công việc, đó là lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ và giúp cho không gian thờ cúng được thơm tho. Vì vậy quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình sử dụng cái lọ nước nhất tâm hương này để bao sấy lau dọn bàn thờ. Đó. Cái nhất tâm hương này nó được làm từ các thảo dược tự nhiên như là thảo dược quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bồ hòn, chanh xả. Đó. Công dụng của nó sẽ làm tẩy sạch những bụi bẩn trên đồ thờ cúng, trên bát hương, tượng đồng, đồ phong thủy và gì đồ trang trí nội thất. Nó tẩy rửa trên các bề mặt men sứ, gỗ, đá, đồng da đấy. Bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp gì ngăn ngừa nấm mốc và đuổi các loại côn trùng như là rắn kiến trên bàn thờ. Đó. Bên cạnh đó thì cái nước chất tâm hương này khi quý vị xịt vào cái bình hoa thì nó cũng sẽ giúp cho hoa được tươi lâu hơn nhé. Đó. Nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương thì khi mà quý vị thỉnh ấy, sẽ được kèm tặng kèm một cái khăn. Cái khăn lau này là khăn lau riêng ấy, nó không bị khăn lau ban thờ thì không thể dùng chung với các loại khăn khác ở trong gia đình nhé. Quý vị đặc biệt phải lưu ý. Đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương. Đấy. Lau dọn ban thờ cho được thơm tho sạch sẽ, cho cái không gian thờ cúng nó được trở nên linh thiêng và gì nó trang trọng hơn. Đó. Thì sau khi lau dọn bàn thờ sạch sẽ, chúng ta có thể sắp mâm lễ hoa quả và đặt cái bình hoa tươi lên bàn thờ. Và sau đây là những cái loại hoa mà tuyệt đối quý vị cấm kỵ đặt trên bàn thờ gia tiên trong cái dịp Tết Thanh Minh. Quý vị phải đặc biệt lưu ý cái điều này nhé. Loại hoa kiêng kỵ thứ nhất đó chính là hoa giả. Quý vị thân mến, tuyệt đối không được dùng hoa giả đặt trên bàn thờ. Hoa đẹp để dâng lên thờ cúng theo quan niệm của đạo Phật ấy, chính là cái điều tượng trưng cho cái sự thanh khiết và thơm tho. Đồng thời hoa trong cái thờ cúng nó còn mang cái ý nghĩa là dâng lên những cái điều thiện lành, tốt đẹp và bày tỏ cái lòng biết ơn, cái sự thành kính của con cháu đối với các vị chư thần Phật và gia tiên. Vì vậy, dù giá trị vật chất nó không cao, các gia chủ vẫn được khuyên là không nên sử dụng hoa giả để thắp hương trên bàn thờ. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học, thì hoa dùng trên bàn thờ nên là hoa tươi, tuyệt đối không nên sử dụng các loại hoa giả như là hoa nhựa, hoa giấy, hoa vải để dâng cúng. Vì nó thiếu đi cái sự trang nhã, thiếu đi cái sự tươi mát. Hoa cúng là một cái cách thể hiện cái sự thành kính, tấm lòng chân thật của con cháu đối với những người đã khuất. Vì thế mà không nên dùng lễ vật giả để dâng lên trên bàn thờ.
Hoa bày trên bàn thờ thì nên chọn loại hoa có tên đẹp, hương thơm, dễ chịu. Hoa còn tươi và đang trong cái độ là gì? Vừa mới chớm nở. Đó là cái hoa kiêng kỵ đầu tiên. Đó. Thứ hai là cúc vạn thọ. Quý vị thân mến, hoa cúc vạn thọ có lẽ chỉ cần nghe cái tên thôi cũng gì, quý vị cũng có phần nào mà gì đoán được cái ngụ ý của cái ý nghĩa của cái loại hoa này rồi. Đây là cái loại hoa biểu trưng cho cái sự trường tồn vĩnh cửu và bất diệt. Trong ngày Tết, lễ dỗ chạp, chúng còn ẩn chứa cái ý nghĩa là mong ước được bình an, cũng như là thể hiện cái lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên và cha mẹ. Không những thế, hoa cúc vạn thọ còn tượng trưng cho cái ánh mặt trời ấm áp, thể hiện cái sự khát khao một cuộc sống giàu sang, sung túc. Sắc đỏ của hoa sẽ mang cái ý nghĩa cho cái cuộc sống trường thọ, sức khỏe thì dồi dào. Còn vạn thọ, ánh vàng thì lại biểu trưng cho cái sự lạc quan, tích cực trong cuộc sống. Nhiều người vẫn dùng những bao cúc vàng, cúc trắng để mà cúng tổ tiên. Tuy nhiên, riêng đối với cúc vạn thọ thì quý vị không nên dùng để thờ cúng. Nếu hoa cúc vàng là lựa chọn hoàn hảo cho bàn thờ gia tiên ấy, thì cúc vạn thọ lại không được ưa chuộng bởi cái mùi hương nồng có phần hôi của chúng. Trong khi cái không gian thờ cúng cần phải cái loại hoa mà có mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết để tăng thêm cái phần trịnh trọng để thể hiện cái tấm lòng thành kính của gia chủ. Vậy nên, có loại hoa thứ hai mà quý vị không nên chọn đó là cúc vạn thọ. Tiếp theo, hoa thứ ba mà kiêng kỵ không nên đặt trên bàn thờ đó là hoa ly. Quý vị thân mến, hoa ly từ lâu đã được mệnh danh là một cái loại hoa thanh cao và quý phái. Nó không những là tượng trưng cho cái sắc đẹp, đức hạnh, mà còn là cái sự kiêu hãnh và cả tình yêu cao thượng. Chính bởi vậy mà hoa ly không chỉ là cái hoa thích hợp dành tặng cha mẹ, những người mình yêu thương. Đó. Đặc biệt là rất tốt cho cái việc, trong cái việc ngày chúc mừng khai trương tốt nghiệp hay là gì, trong cái buổi lễ. Đúng không ạ? Không giống như những loại hoa khác, hoa ly hay còn gọi là hoa lily thì nó chứa đựng một cái nét đẹp đơn giản mộc mạc nhưng lại gì lôi cuốn cái ánh mắt của người nhìn. Cái sức hấp dẫn của và cái vẻ đẹp của loài hoa này thì được gì kiểm chứng trong rất nhiều cái nền văn học của Việt Nam cũng như là thế giới. Với những cái góc nhìn tao nhã và độc đáo như vậy, không có gì là ngạc nhiên khi mà hoa ly được đánh giá là một trong loại hoa mà được ưa chuộng bậc nhất trong thế giới hoa tươi, chỉ đứng sau cái loài hoa nữ hoàng như là hoa hồng hoặc là hoa phong lan. Đặc biệt trong cái dịp cận Tết Nguyên Đán thì những người khác ấy, mọi người rất hay mua hoa ly về đấy để gì trang trí trong nhà của mình. Cái sắc của hoa ly nó rực rỡ, thơm mát và chúng ta cũng không nên dâng lên trên bàn thờ Phật hoặc là bàn thờ gia tiên. Nhưng mà cái hoa ly này có thể dâng lên trên bàn thờ thánh nhá, bàn thờ thánh mẫu ấy. Thì người ta kiêng kỵ dùng hoa ly vì sợ ly tán. Vì sợ ly tán chia ly. Loài hoa kiêng kỵ thứ tư đó là hoa phong lan. Quý vị thân mến, hoa phong lan thì mang cái sắc màu đẹp và có một hương thơm của một cái loại hoa quý tộc. Chúng có đầy đủ cái sự kiêu sa, đài cát và quý phái của một bậc vương giả. Nhiều loài lan quý đáng giá hàng trăm triệu đồng nhưng mà vẫn không ít những người tranh nhau sở hữu vì họ hiểu được cái giá trị chân thật của loài hoa không giống như các loài hoa khác. Phong lan là cái loài hoa cực kỳ là nữ tính, đại diện cho cái vẻ đẹp của tình yêu, của sự giàu có, trang trọng. Nếu như mà người con trai nào mà tặng cho bạn gái mình một cái đó phong lan ấy, thì là một cái dấu hiệu của một sự nghiêm túc về cái mặt tình cảm. Phong lan trắng cũng biểu thị cho cái trí tuệ, sự thuần khiết, thanh lịch và cả sự khiêm tốn nữa. Chúng mang ý nghĩa về sự chân thành, lòng tốt và sự thật. Phong lan dùng cho ngày khai trương như một cái khởi đầu vạn sự cát tường. Đây cũng được coi là món quà cực kỳ hữu ích đối với gia đình nhà người Việt. Thì là cái loài hoa đẹp, bền, được nhiều người mua, cắm ở trong ngày Tết. Nhưng mà cái loài hoa này cũng không nên cắm trên bàn thờ Phật gia tiên vì nó có chữ phong đồng nghĩa với việc là phong tình, phóng túng. Nên là cũng không được dùng để thờ cúng. Loài hoa kiêng kỵ thứ năm đó là hoa lan móng rồng. Ngay khi bắt gặp cái sắc vàng ươm của hoa móng rồng thì các bạn chắc chắn cũng sẽ bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp mê mẩn cùng cái mùi thơm hấp dẫn của nó. Loài hoa này khiến cho người ta liên tưởng đến cái sự kiên cường, cứng cáp, không ngại mọi chông gai và thử thách. Đặc biệt cái mùi hương của lan móng rồng còn giúp kích thích cái tâm trí trở nên sáng suốt hơn. Chúng đem đến cái ý nghĩa phong thủy giúp gia chủ gặp được nhiều cái may mắn, thuận buồm xuôi gió.
trong công việc và trong cuộc sống. Chính vì vậy, loài hoa này nó thường được nhiều người đem trồng trong sân vườn, trang trí ở ngoài ban công hoặc là trong chậu để làm cảnh. Khi đến mùa hoa nở, thì lan bông rồng sẽ mang đến cho các bạn một cái cảm giác là gì? Hòa mình với thiên nhiên và quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Hương thơm dịu nhẹ giúp cho không gian sống nó trở nên là thư thái và thoáng mát hơn. Bên cạnh những cái ý nghĩa trên ấy, thì lan bông rồng nó còn giúp gia tăng cái vượng khí, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Thì ngoài ra, chúng cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho cái sự mạnh mẽ, hiên ngang, dám đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Đây là cái loài hoa thơm nhưng mà không dùng để thờ cúng, bởi cái hoa móng rồng và cái tên gọi của chúng ấy cũng không đẹp. Chính vì vậy mà loài hoa này không được dùng để thờ cúng tổ tiên. Thứ sáu là hoa đại hay là hoa sứ Champa. Quý vị thân mến, hoa đại hay còn được biết đến với cái tên gọi phổ biến hơn là hoa sứ. Đây là loại hoa có nguồn gốc từ cái khu vực nhiệt đới hoặc là cận nhiệt đới ở cái vùng Caribe. Sau này mới được du nhập về Việt Nam. Trong cuộc sống thông thường thì hoa đại mang cái ý nghĩa tượng trưng cho một cái cuộc sống mới, cho một cái khởi đầu mới. Đôi khi loài hoa này cũng được dùng để biểu trưng cho cái sự gì đại diện cho mùa xuân. Nếu các bạn chú ý thì các bạn sẽ thường thấy hoa đại được trồng rất nhiều ở các khu vực như là đình đền miếu phủ chùa hoặc là ở gì ngã ba đường đó. Do đây là loại hoa đại khi mà kết hợp với các Phật tử ấy thì sẽ gì biểu tượng cho sự gì bất tử theo quan niệm của Phật giáo. Thì ngoài ra, trong quan niệm của Phật giáo, loài hoa này chính là cái biểu tượng cho một cái cuộc sống mới, khởi đầu mới hoàn toàn tốt đẹp. Theo đó, cái loài hoa này cũng đại diện cho mọi cái mong ước, sự bình yên, hạnh phúc của con người. Hoa đại là hoa thơm, màu đẹp. Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa ấy, thì đây là loài hoa không nên để trên ban thờ gia tiên vì gì nó phạm phải một vài cái điều tế nhị. Theo sự tích của Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại cái điều không may mắn. Hoa kiêng kỵ thứ 7 đó là hoa nhài. Quý vị thân mến, cây hoa nhài có hình dáng đẹp và có nhiều hoa. Với những cánh hoa màu trắng thường là được dùng rất nhiều trong các khu vườn và nó vừa có thể dùng làm hãm trà bởi cái hương thơm của hoa nhài rất là dễ chịu. Ngoài ra, hoa cũng có ý nghĩa trong phong thủy, giúp giải trừ cái xú uế và đem lại cái tài lộc cho gia chủ. Trong phong thủy thì vạn vật đều chia thành âm dương, cây cối cũng vậy. Cây hoa nhài nó có hình dáng đẹp, sai hoa, hương thơm dễ chịu, thanh thoát, nó mọc hướng lên trên, nó thuộc tính dương. Trong kinh dịch thì được cho là cái loài hoa này mang đến cái sự vượng tài cho gia chủ. Cây hoa nhài sẽ giúp cho gia chủ thu hút cái năng lượng tích cực, trừ đi cái xú uế và đem lại cái tài lộc, cải thiện các mối quan hệ trong gia đình, giúp cho gia chủ giảm được cái căng thẳng lo âu, giúp cho tinh thần được thư giãn và phấn chấn hơn. Hoa nhài nó đem làm trà thì cũng có tác dụng là giúp giảm cân, chống oxy hóa và chống vi khuẩn. Nói chung ấy, cái trà hoa nhài có thể được sử dụng để điều trị các bệnh như là đau đầu hoa, lá hoa nhài thì trị mụn trứng cá hoặc là trị những cái triệu chứng khó thở. Hoa nhài sấy khô thì dùng như là trà, có thể gì chữa sốt, chứng bụng hoặc là tiêu chảy. Hoa nhài là cái biểu tượng trong sạch, tinh khiết. Nhưng trong dân gian thì loài hoa này là loài hoa không đứng đắn, hay gặp phải những nghịch cảnh, nên là người ta cũng tuyệt đối kiêng sử dụng trên ban thờ gia tiên. Thứ 8 là hoa dâm bụt. Thưa quý vị, trên thế giới thì hoa dâm bụt cũng được quan niệm khác nhau. Ở Trung Quốc thì nó là biểu tượng của sự kiêu hãnh và vẻ đẹp, cũng như là cái sự danh tiếng. Trong khi ở Bắc Mỹ, nó lại đại diện cho người vợ hoàn hảo. Đặc biệt, hoa dâm bụt là biểu tượng của cái đảo Hawaii, mang ý nghĩa là hoài niệm và may mắn. Hoa dâm bụt với nguồn gốc từ Đông Nam Á là loài cây thuộc họ cẩm quỳ, nổi tiếng với cái sự đa dạng về màu sắc và cái khả năng thu hút ong bướm. Loài hoa này không chỉ phổ biến ở Việt Nam với các biến thể của hoa dâm bụt như hoa dâm bụt đèn lồng, dâm bụt Nhật, dâm bụt lùn mà còn được ưa chuộng trên toàn thế giới nữa. Là loài hoa có màu đỏ, bông nào cũng đẹp, nhưng mà không dùng để thờ cúng vì trước có chữ dâm. Chính vì vậy, nên là hoa dâm bụt không dùng để thờ cúng tổ tiên. Thứ 9 là hoa phù dung. Quý vị thân mến, hoa phù dung cũng giống như hoa mẫu đơn. Nó mang một cái vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy, nhưng bên trong lại chứa đựng một cái câu chuyện buồn mà không phải ai cũng biết. Phù dung hay là mộc liên hoa chính là cái biểu tượng cho cái sự trang nhã, sự trang trọng và lộng lẫy, giúp gia chủ sở hữu
trở nên là thu hút hơn, gặp nhiều cái may mắn và cái tài vận trong cuộc sống. Trong tiếng Hán, phù dung đồng âm với từ là phú vinh, nghĩa là gì? Giàu có vinh hiển. Sự kết hợp của hoa phù dung với các sự vật ấy, nó còn tạo nên nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Hoa phù dung và hoa mẫu đơn khi mà kết hợp với nhau gọi là vinh hoa phú quý, nhằm chỉ cái ý nghĩa cát tường. Khi mà kết hợp với chim chỉ là biểu tượng cho sự thịnh vượng, đào hoa, vương giả và giàu có. Sự kết hợp giữa hoa này và các loài chim chỉ không chỉ đem lại cái nguồn sinh khí mới cho con đường công danh sự nghiệp, mà còn giúp gia chủ mang lại cái sự viên mãn cho tình yêu lứa đôi. Tuy nhiên, hoa phù dung có tên đẹp nhưng lại mau tàn, có tích không hay, nên là cũng không được dùng trong cái việc thờ cúng tổ tiên và thường là không đặt trên ban thờ. Hoa dân cúng thì nên chọn các loại hoa thơm, tên đẹp. Ngoài ra thì gia chủ cũng chọn những loại hoa có màu vàng, màu đỏ, những màu tượng trưng cho nhà Phật như là cúc vàng, hồng đỏ. Chị em cũng nên lưu ý khi mà lựa chọn loại hoa thờ cúng trong cái dịp đặc biệt là mùng 1 tháng 3 này, Tết Thanh Minh này và ngày mùng 3 tháng 3 Tết Hàng Thực sắp tới đây. Hoa thứ 10 kiêng kỵ đó là hoa cúc áo. Thưa quý vị, hoa cúc áo hay còn gọi là hoa cứt lợn thì là một loại cây nhỏ mọc hàng năm, thân có nhiều cái lông nhỏ mềm, nó cao chừng 25 đến 50 cm. Nó mọc hoang ở khắp nơi ở nước ta. Lá mọc đối hình trứng, 2 hay là 3 lá, dài khoảng 2 đến 6 cm, nó rộng 1 đến 3 cm. Mép có răng cưa tròn, hai mặt đều là gì? Có lông. Mặt dưới thì là lá nhạt hơn. Đấy, hoa nhỏ màu tím hoặc là màu xanh. Quả thì có màu đen và có năm sống dọc. Nhân dân thường trồng các cứt lợn để làm thuốc chữa bệnh, như là phụ nữ bị rong kinh hoặc là gì sinh non đó. Bên cạnh đó nó cũng sẽ có nhiều cái tác dụng phong thủy khác nhau cũng như là tác dụng chữa bệnh khác nhau, nên đây là một cái loài cây rất là tốt, được dùng để chữa rất nhiều bệnh và mang lại nhiều cái tác dụng tốt cho cuộc sống. Tuy nhiên cái bông hoa xinh tươi này ấy, nó chữa bệnh rất tốt, nhưng mà chỉ cắm chơi thì được, chứ tuyệt đối không được cắm lên trên ban thờ vì sẽ dễ gây bất kính với các vị thần linh và gia tiên vì cái tên của nó không đẹp. Đó là những cái loài hoa kiêng kỵ tuyệt đối không nên thắp hương trong ngày Tết Thanh Minh. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại hoa tuyệt đối không nên thắp hương trong dịp Tết Thanh Minh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.